Nhảy 24 bước cùng Leo. Hai bước và trở về bên phải. Hai bước trở là bước chân lại là bạn nhớ mình nói cái bước chân lại là chúng ta dùng cỡ một lần đúng không? Thì đầu tiên này chân phải làm trụ này, chân trái chúng ta bước sang ngang. Đi hai bước nhé. Ok, chân trái bước sang ngang cho mình này, chân trái bước ra. Một, chân phải trụ theo. Hai, chân trái bước sang tiếp. Ba, chân phải trụ vào. Bốn, yeah. Sau đó chân phải chúng ta lại bước về tiếp tục. Năm, chân trái trụ vào. 6, chân phải chúng ta bước sang. 7, và chân phải trái chúng ta trụ vào, lúc này chúng ta trụ vào những chân này. Những chân các bạn nhé, là 8. Đây là công đoạn đầu tiên. Các bạn nhớ nhé, cái 8 này chúng ta trụ vào những chân nhé. Những chân, ok. Chúng ta lại này, đầu tiên này, chân trái đã bước sang ngang này. 5, chân trái bước sang ngang này. Đến 1, chân phải trụ. 2, chân trái bước sang. 3, chân phải trụ. 4, tiếp tục chân phải bước sang. 5, chân trái trụ. 6, chân phải bước sang. 7, và chân trái trụ bằng mũi chân là 8. Yeah. Đây là công nhạc thứ nhất. Chúng ta có 3 công nhạc, đây là công nhạc thứ nhất nhé. Ok, 8. Rồi tiếp theo này, đến cái trụ bằng chân đến lên đây là 8 rồi đúng không? Thì cái chân của ta mũi này thì chúng ta bước cái chân trái ở lên trước. Được, bước cả cái bàn chân nhé. Cả cái bàn chân, được. Thì cái nhịp này chúng ta không đến là 1 mà chúng ta đến là N. Cái chân này này, ta bước lên đến là N và cũng bước bằng cả lòng bàn chân nhé, cả cái bàn chân luôn. Chúng ta đến cái này là N các bạn nhé. N, chân trái bước lên N. Tiếp theo, chân phải đưa lên phía trước và chúng ta dùng cái gót bàn chân này này, chúng ta đến là 1. Thì đây là cái câu nhạc 8 thứ 2, hôm nay mình đến là từng câu 8 1, các bạn sẽ theo dõi nhé. Thì câu này nó sẽ là cái nhịp 8 thứ 2, sẽ là tiếp tục là 1. Đúng chưa? Tiếp theo, vẫn là cái chân phải này, thu chân về phía đằng sau và dùng cái mũi đầu bàn chân, đấy là 2. Rồi, tiếp theo, đưa sang bên ngang, đưa sang bên ngang, dọc theo cái, được chưa? Dọc theo cái chống người, chúng ta sang bên ngang, đấy là 3. Và tiếp theo, cái chân này đặt lên phía trước bằng cả bàn chân, đấy là 4. Không mình, được chưa? Ok, các bạn nhé. Bắt đầu đoạn đầu tiên này, 5, 6, 7, vào này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là bốn chân, tiếp tục chân trái bước lên, and chân phải chúng ta bước lên bằng gót chân, 1, sau đó chúng ta lùi chân phải về đằng sau, bằng bốn chân, 2, và sang ngang, 3, và bước lên một chút, được chưa? Được, chân trái này, chúng ta phải nhỏ cho được chưa? Là 4, mặt xuống đây là 4, yeah, ok. Rồi, tiếp tục này, rồi tiếp tục này, khi mà chúng ta tiếp tục đi xuất nhập vào cái kim soda xin thì em được cứu đầu đấy. Tiếp theo chân trái, góp 5, 6,
7 và 80 đẹp về trong 82 hay đến 83 này. Đến câu 83 này, 83 thì các bạn nuốt chân phải lên này.